đấy. Quả chó đẹp 7,5 gái Hàn Quốc cả cụ. Đúng Hàn Quốc không hay là Hàn Quốc? Hàn Quốc mà. Nhưng mà của anh là đời 6 cánh hay đời 5 cánh? Cái của anh đều chế rồi, không phải là cái quạt gì trong xe. Em không biết là như nào nhưng mà cái gà lộp này này. Đây là như này. 7,5 anh, cả cụ như này luôn. Hàn Quốc mà anh. Qua anh thay cái tàu đấy mẹ, thay hàng đấy đít dài. Bao nhiêu anh? 800 là không. Thì em không biết được, nhưng cái này tháo dễ mà, có 4 cái nóc là xong thôi mà. Nếu đi trên đường thì mình cũng biết đéo được vào gara. Hàn Quốc thì chỉ có 800 thôi, à 7,5 thôi. Con này bao tiền đấy? 550 thôi. Con này là đéo lấy 500 thôi. Không, lên phụ 100 trăm xị Mobit. Chứ còn không phải hàng của em đâu. Hàng này trên trên kia là bán đầy hàng tàu nhưng em không làm. Tàu này, đây, mấy hàng xịn này. Đây, anh cứ tháo ra đây, em chỉ anh xịn một cái, anh nhìn được ngay, biết ngay này. Đây, đây nhá, anh tháo xịn ra là bên dưới này là có cái logo này. Logo chữ H này đây. Đây, đây nhìn này, nó có logo này. Con này là xịn đấy, đèn đều. Đèn đều anh ơi. Mốt là xịn à? Xịn kia anh, chiều mốt kia. Xịn nó như nào nhỉ? Đây, xịn đấy. Đâu, anh đang nhờ là cái đấy. Đây, chiều mốt đấy. Nó lắp rồi nhưng mà. Đây, xịn nó như này nhá, em bảo anh xịn. Đây. Không, cái thứ hai thì cái nào đồng giống nhau. Đây, xịn anh lật về trước cho em. Đây, nó sẽ có chữ HDMC đây này. À. Anh nhìn nó có chữ HDMC đây này. Vì thằng anh nó lại bảo nó còn cái đấy nhưng mà anh nó có chữ HDMC. Đâu nhìn đây. Đây anh nhìn đây này, đây. Để về nếu không ấy anh đây. Đây HDMC đây. Anh nhìn này, nó có chữ HDMC đây này. À, đây là một dọc chữ đây này, Korea này, nhưng mà nó phải có chữ HDMC. Đây. Anh nhìn đi, anh nhìn đi. Đấy, em có cái lọc gió của xe HD này. Ok, đi xuống đằng bao nhiêu anh? Cái con mà đây. Anh nhìn chữ HDMC chưa? À, chữ Hàn Quốc rồi đúng không? Chữ Hàn Quốc Korea thì cái nào nó sẽ có chữ Korea rồi. Nhưng mà cái xịn của nó thì nó có chữ HDMC đây này. Đâu đéo nhìn thế. Đây để em ký, em mày ký. Mày soi đèn báo nào. Đây chỉ cho anh đây. Đây nha, đây là toàn bộ là Korea này. Đây nó có mã đây anh này. Anh nhìn này, 92401 7A100 đây. Thì nó phải có cái mã này. Thì nó mới là xịn, còn chữ Korea thì cái đèn kia nó không có chữ Korea. Đây nó có toàn bộ thông số đây này. Và đèn này nó phải có cái chấm này, 3 chấm đây này. Rồi. 3 chấm tròn đây này. Nó lổi lên và 2 chấm này là không lổi. Rồi. Đấy. Còn nếu, mờ rồi. Còn nếu mà chuẩn nữa nhá, anh tháo cái mặt đằng sau này ra này. Nhìn cái bộ đuôi của nó ấy. Để anh xem nó. Đuôi của nó có răng thì là xịn, còn đuôi không răng thì là đồ Hàn Quốc thôi. Rồi thế đấy. Đấy thế thôi, đơn giản mà. Thế cái đèn xịn của Isuzu rồi. Luôn này. Đúng rồi anh. Đèn xịn Isuzu. Đèn xịn Isuzu là không hai có cái đằng sau. Không có xịn anh ơi, toàn tàu thôi. Không có xịn đâu, xịn kiểu hãng thôi nhỉ. Ngoài không có xịn. Riêng đồ Isuzu bên ngoài chỉ có đồ thay thế thôi, không có xịn. Chắc chắn anh mua cả Việt Nam không có xịn, chỉ có hãng thế nào. Cái đấy có độc quyền anh ạ. Thành ra là mua nhập về nó hơi cao, thành ra là khó làm lắm. Thế cái lọc gió Isuzu 5 tấn bao tiền? 500 một cái hàng xịn anh. Hàng xịn 100% luôn. Anh yên tâm, ở đây bán cái gì em bảo xịn là xịn. Còn đèn đóm của đèn đóm của Isuzu thì không có xịn đâu, không có xịn đâu anh ạ, chỉ có hàng Hàn Quốc thôi. 100% xịn. Anh cứ nhìn cái combo đây này, em chỉ cho anh này, cái này là anh biết xịn hay không xịn này. Anh nhìn vào chỗ này là anh này, đây này, đồ xịn nha, nó sẽ dập logo ở đây này, nó có logo H đây này, đây này, cái logo H một trong hai đầu đây đây. Nhưng con này rồi, nó phải có chứa logo H đấy ở chỗ này này. Anh cứ về mở của em bên phụ đi. Chuẩn rồi, 100% bán suốt mà anh. Anh có lấy đọc gió hay lấy? Nếu là bao của em lấy. Ở đấy bán em anh em quen biết là không phải quen biết mà chuẩn hàng chuẩn là chuẩn mà đều là đều phải nói cho anh luôn. Mình không có cái ấy nhỉ? Cái gì anh? Theo khu xịn của nó nhỉ? Theo khu gì anh? Có nhỉ anh? Có nhỉ? Đây mà đây anh. Cao su đới như phụ. Đúng không anh? Cao su đặt trước chứ. Của Hyundai ấy. Cái đây ôi giời ơi, cái cao su bác sắt. Đây đằng sau làm gì có bên lái. Đây cao anh, sau. Đây. Cao su bác sắt 75.000 một cục, à mua cái xịn luôn anh. Cái này là ra thằng công của thay đúng không? Đúng rồi, anh ra công giúp thay là xong rồi. Để anh nào, không, thì đó, của anh là một xe mất 12 cục. Ờ đúng rồi, 12 cục chuẩn luôn. Đúng rồi, 12 cục. Bán suốt mà, cái hàng mua bị xịn bán suốt anh. Rồi, cái này bán suốt mà, xe là của anh HD với cả 1 mét giống nhau hết. 7. Giống nhau hết anh ạ, giống nhau hết. Thôi để tí đánh bấm cái công nhưng mà ấy trong mắt anh này. Vâng. 75.000 con ạ. 75.000 con, mua bị xịn 100% luôn. Cả công phải đi mà công phải mất tầm 2-3 lít 2-2,5 một vé thì anh đóng ra không nào. 100 là cái 12 con mất cả 1,5 triệu. Đúng rồi anh. Thôi, ok anh. Xin 100% anh nhân tao cứ vào mày là mày lấy tiền của anh nhà tao. Ok anh. Nhưng mà lấy tiền là xứng đáng anh ạ, đâu nó lấy tiền là xứng đáng ấy chứ không bán hàng chuẩn. Đúng rồi anh. Bán nó phải chuẩn đấy anh ạ. Tiền các bác xứng đáng luôn. Quan trọng là phải chuẩn. Chuẩn anh ạ. Đúng không? Bán cho bọn tao nhá, cái đồ thân là mày phải bảo là thân. Đấy. Anh em tao nó còn bán cái khói mày nhá.
Ok anh. Ok anh. Bóng đen đấy. Ok anh lấy đi anh ơi. Bị bạc hay là bị gọi là nước vào hay anh vấn đề gì đấy bà. Cái lạn nó đâm. Nó đâm vào nên là đi mua cái đèn quay đi mua mình cái kiểu ấy mua 400 thế chạy và bây giờ nó bạc nó lứt. Đúng rồi, đèn đấy thì giống như cái đèn em bán cho anh 280 thôi. Không, cái đèn đấy thì mình tưởng xịn như đợt đấy mẹ đấy mình mua thì mình đeo anh. Vì căn bản là xe của anh chở lợn với cả thằng anh rửa nước suốt ngày. Không khác gì xe chở cá mấy bác đây. Cái xe mình ấy mình đồ nó phải lắp khôn. Chứ còn nếu mà chạy dàn thường thì bán cho anh được thôi, nhưng mà nếu mà muốn rẻ thì phải bắn keo. Không phải bị hết keo vào không có nước vào ngay. Nó tự nó vỡ mà. À đúng rồi, vì nó bạc bạc tự nó vỡ nó giòn. À cái quạt nó bán đi mẹ, cái quạt đấy nó giòn lắm. Quạt giòn đấy. Quạt em được quạt tốt mà, em đập xịn nhất rồi đấy. Anh kẹp vào nhưng mà bắt đầu nó kẹp vào nó gãy mất cái chân nhá. À rồi xong rồi. Bắt đầu hôm qua để lâu ngày anh mua vào này hôm qua nó rơi cái này. Cánh nó rỡ ra được cánh. Thế hả? Mẹ vỡ bụng. Cái quạt vàng này anh. Quạt vàng này em nhập quạt thằng bé cầm cà lê hàng xịn đấy. Không có xịn hơn đâu. Quả đấy có ăn thua đâu anh ạ, đuổi ruồi thôi. Vâng, em bán thì bán thôi, nhập bán thôi, nhưng mà chẳng qua là nó không mát, em cứ nhập về thôi. Nó bền như nó không mát. Anh mà đang dùng quạt vàng, anh chuyển sang quạt đấy, anh chán là còn dùng luôn ấy. Không thì thôi, anh lại chuyển sang quạt vàng, anh cứ hỏng nó mua vàng thôi. Chứ còn quạt đôi không ăn thua đâu, không mát đâu. Cứ lấy quạt vàng mà dùng thôi anh ạ. Em tính anh 260 thôi anh vẫn thế. Đấy. Các bạn có thể là mình kẹp vào lâu ngày cái chân nó bị lực nó không cả cái để lắng ấy, cái cánh nó giòn lắm. Đấy, bây giờ mình sang rồi đấy anh ạ. Sang rồi anh ạ.